Hello, cả nhà. Hello, mọi người. Đố mọi người ba đang đâu nè. Hôm nay dậy sớm để cùng anh trai, để tư vấn cho anh trai và để trao dồi cái ngày lên xe hoa của anh Hùng. Ai đâu mà cưới. Trời ơi, cưới. Dạo này người ta không có cưới sắc mà người ta lấy vàng, người ta cưới. Hay lắm đó, ba đi theo là hay lắm. Chị ba đi theo cái đó là hay lắm. Tối ngày là vậy. Là sổ hồng là 7-8 miếng đất nè nha, 7-8 căn nhà. Gọi vàng là bây giờ là tính ký, đâu có tính là thôi chết rồi, thôi chết rồi. Xin mọi người vào chăm chút xíu đây. Bây giờ anh nói cái phần này nữa là hôm bữa ngày đầu tiên là Hùng Lý đi, là đi với bé hai. Thì Hùng Lý có không, mọi người, là Hùng Lý có hai người em gái trong cộng đồng LGBT, mà hai người em gái chuyển giới mà Hùng Lý thương và quý nhất là bé hai, bé ba. Thì Hùng Lý đã sắp xếp giống như là theo cái trình tự đàng hoàng, là ngày đầu tiên thì bé hai là Hùng Lý đi đặt bàn nha mọi người nha. Và xong cái clip đầu tiên và cái clip thứ hai mà để mà gọi là gửi đến cho mọi người là ngày Hùng Lý đi chốt bàn và cái ngày đi set up á, và bé ba phải phụ Hùng Lý là gọi là làm băng gôn rồi này nọ. Thì ngày đó là ngày bé ba. Vậy là Hùng Lý cũng nói luôn, bé hai, mọi người nhìn là ở ngoài nhìn bụi trần như vậy thực sự là làm biến cái kiểu công chúa lắm, nó khác hẳn hoàn toàn. Còn bé ba nhìn ở ngoài công chúa tiểu thơ, nhưng mà thực sự là rất là nên việc mà khi phụ Hùng Lý những cái gọi là lặt vặt rất là ok luôn. Bởi vì vậy là cái ngày mà gọi là đi làm băng gôn hoặc là đi set up này nọ thì bé ba sẽ đi theo. Còn bé hai là chỉ ngồi là bàn tính đồ này nọ thì giỏi nha, không phải là phà, nhưng mà hai đứa là hai tính cách nha mọi người. Quẻ là hay quá. Trái ngược lại là bé hai ở ngoài nhìn vậy đó, nhưng mà thực sự bà công chúa lắm, bà tiểu thơ, bà làm biến. Còn bé ba thấy thật bề ngoài là như vậy công chúa, nhưng thực sự là rất làm được việc. Vì vậy là hai đứa hai tính cách. Thì mọi người cùng Hùng Lý đi vô nha. Vừa đi mình nói đi. Ủa là cái vấn đề là mình đến đây để mình set up, mình trang trí. Thì anh nói cho tất cả mọi người thì em nghĩ là ai cũng đều biết. Không phải, không ra ai đều biết thì hơi lố. Nếu chung là bạn, người, anh chị em trong nhóm mình và chúng tôi cộng đồng CBT, ai cũng đều biết là anh chuẩn bị cái ngày sinh nhật này. Và anh bữa anh nói với em là cái ngày đó là mình mặc cho nó ba màu cho nó đẹp. Thì anh cũng nói luôn cho tất cả. Chứ mà mình đăng lên Facebook cá nhân á thì có nhiều người thấy, nhiều nó sẽ chơi bài. Thế là sẵn thì mình nói đây luôn. Đúng đó. Rồi. Thì Hùng Lý ngày đó Hùng Lý sẽ đi tông theo kiểu tông cái mùa Giáng sinh nha mọi người nha. Ủa mấy anh thay đằng đỏ hả? Xui ra đèn xanh làm gì có màu đen. Bây giờ là mọi người ơi, khi ngày đó là mọi người đến Hùng Lý mà gọi là dự sinh nhật Hùng Lý á, thì mọi người mình thấy có trang phục ba tông ba màu nha mọi người. Thì mình phối sao cũng được hết trơn. Thí dụ cái áo đó nó có màu đỏ, màu sọc xanh, quên sọc mình, đỏ mình sọc trắng, ba màu đừng ba màu đó vô chen lửng vô là sao cũng được, là đen đỏ trắng nha mọi người nha. Ý anh Hùng như vậy thì ý bé ba cũng thích theo cái phong trào là cái màu đó, nhìn cái bưu tiền nó rất là đẹp. Tại vì cái anh Thái quay về mấy cái cảnh hút này nè, tại vì cái nhà hàng rất là đẹp, bé ba ước mơ bé giờ thích được đại cái nhà hàng này lắm. Và vừa nghe anh Hùng đẩy nhà hàng này thì bé ba nói là trước đi là hãy lỗ chứ đừng nói lời. Mà dù có lời thì anh Hùng cũng trích ra để làm cho từ thiện, thì mong sao mọi người đừng chỉ trích hay là nói lầm lố. Thật sự là mình có tiền thì mình có quyền mình làm những gì mình thích. Còn những người mà họ không thích đó thì nói chung là họ hơn người ta cũng đã ghét rồi, chứ đừng nói là mình nói. Nói chung là anh làm cái này là anh thật sự là anh tôn trọng về mọi người đến dự nhiều hơn. Chứ anh thật sự là không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm nổi gì đâu, nhưng mà làm cái này là tôn trọng khách mời. Nhưng mà thật sự là rất là đẹp luôn, để cho chị em trong giới và tất cả anh bây em. Bây giờ anh em mình nói sao, bây giờ mình được nói chuyện với anh là chút xíu, anh em mình tha hồ nói, tại vì anh chuẩn bị anh đi sắp cưới. Dạ đám cưới chú rể, chú rể nè mọi người. Trời cô dâu. Thế giờ chứ anh là người set up cái cổng mà gọi là trang trí về bong bóng cho Hùng Lý, nên là hôm nay là mọi người có liên hệ mà muốn gọi là trang trí gọi là những cái tiệc sinh nhật rồi đó, mọi người hãy liên hệ với nick Facebook Phong Ba nha mọi người nha. Số điện thoại đi anh, chứ Facebook là không có đồ. Anh đọc giùm em một cái 0948 77 7374 nha mọi người nha. Thì mọi người hãy xem cái tiệc Hùng Lý xong đi, nó đẹp như thế nào, thì mọi người cảm thấy mà ok thì mọi người cứ liên hệ với anh để trang trí cho mình những cái tiệc nhỏ nhỏ cũng được, ở nhà cũng được, những cái gọi là mà cảm thấy thích thì có đủ thứ giá hết mọi người nha. Đi vô rồi, ok vô nè. Vô trong đây nè mọi người, đẹp lắm nha. Đây thực sự bé ba rất thích luôn, rất thích nhà hàng này. Nói chung là sảnh rất là nhiều. Hôm bữa đó bé ba biết không, anh nói cho bé ba nghe là tại vì mà anh cũng thích làm một cái gì đó để cho mọi người đến, tại vì thường thường khi người ta đến người ta sẽ vừa đến dự mà vừa muốn có một cái những tấm ảnh thật là xinh để đi về. Thì hôm bữa ở đây là đúng ra là chị đó chỉ là sẽ định làm cho anh một cái dạng như một cái dàn hoa đó. Cái dàn hoa giả cho đây, nhưng mà anh nghĩ là cái đó nhìn nó không có được đẹp, nên anh đã nhờ đến anh bên trang trí đó để làm cho anh. Thì ngày đó thì Hùng Lý thì em nghĩ á,
hình cô dâu với chú rể để bự vậy nè, phóng to ra cho em. Vậy bữa em với anh đi chụp hình cưới luôn nha. Phóng hai tờ nha, một tờ đi ra ngoài cho khán giả coi, một tờ là khách hàng, khách mời nha, gõ ghè cái nào ra cái đó. Là mình phóng hai tờ bự, em sẽ tài trợ cho anh. Phóng hai tờ bự ra cho em nè, hình cô dâu nguyên con heo cá dâu lên bờ. Bên đây là hình Hùng Lý, bên đây là hình con heo. Ủa tự chân là cái biểu tượng của Hùng Lý, nhìn vô con heo là biết Hùng Lý đúng không? Thì bé ba xin lỗi đó, nói đôi lời với anh Hùng. Thì thực sự là bé ba rất là hiểu anh Hùng. Như anh Hùng đó nói là bé hai, bé ba là hai đứa em đầu tiên ở trong cộng đồng CBT ngoài đời của anh Hùng chơi. Thì bé ba hiểu được là anh Hùng đã dành thời gian làm một buổi tiệc sinh nhật lớn như vậy. Hai năm trước anh Hùng chỉ dẫn đi ăn thôi. Và sinh nhật của bé đem Úc á, thì anh Hùng đi 1 triệu 2 triệu 500, nhưng mà tới sinh nhật của anh Hùng thì anh Hùng không lấy money, không lấy tiền, anh Hùng dẫn ba mọi người đi ăn. Và lần này anh Hùng muốn đãi một cái tiệc thực là cho nó hoành tráng, nó rất là đẹp. Thật sự là bé ba rất là thích, bé ba vui mừng khi có một anh trai có đủ điều kiện để làm anh những cái chương trình ha. Này bé ba rất là thích, bé ba rất là vui lắm luôn á, rất là hạnh phúc khi một buổi tiệc như là cùng hồi đám cưới nữa. Có nhiều người đồn là đám cưới kìa. Mọi người biết không, thật sự là hiếu hôm năm nay đó, thì Hùng Lý nói thì mọi người tại vì Hùng Lý bắt đầu mới được đồng hành cùng Kênh Số Sống Mới trong năm nay, vì vậy thì mọi người chỉ nhìn cái thoáng trong cái thời gian này thôi, chứ thực sự là mỗi năm trước đó Hùng Lý thường Hùng Lý làm, Hùng Lý chia ra 3 ngày, là một ngày của gia đình của Hùng Lý là ấm cúng, một ngày bạn bè làm ăn của Hùng Lý, thì bé ba cũng đã biết rồi. Và chơi bé ba 2 năm liền thì 2 năm sinh nhật tất cả Hùng Lý đều đãi anh chị em cho buffet hoặc là những cái quán ăn nho nhỏ nào đó, tất cả là Hùng Lý không nhận quà, và kể cả Hùng Lý dặn luôn là không nhận quà và không nhận kiện kim luôn. Và các em đem lại là Hùng Lý cũng không nhận luôn. Nhưng mà vì năm nay là Hùng Lý nghĩ là đánh dấu một cái cột mốc khi Hùng Lý là được là gọi là một người yêu mến Hùng Lý, và nhiều người em trong cộng đồng LGBT cảm thấy mến và thương Hùng Lý. Thì Hùng Lý muốn làm một cái tiệc như vậy để hợp mặt được các anh chị em và các bạn bè của Hùng Lý và những người yêu mến Hùng Lý, yêu thương của mọi người dành cho Hùng Lý như thế nào. Thì trong cái phần đó thì Hùng Lý nghĩ là khi nói tiếng sinh nhật, nhưng mà Hùng Lý cũng muốn là gọi là làm một cái đó, thứ nhất là hợp mặt anh chị em, thứ hai khi mực cái quà mọi người đến mừng Hùng Lý, Hùng Lý trích ra Hùng Lý là từ thiện, thì cái đó là cũng là các em đi đến là mừng sinh nhật Hùng Lý, nhưng mà thực tế là trong đó là em đã góp mặt trong góp phần trong cái gọi là cái cuối năm để Hùng Lý làm cái những món quà từ thiện để cho những bà con cơ nhỡ và những anh chị em xa quê mà hay kiểu mà gọi Tết không có về quê ăn Tết, những cái khu nhà trọ, Hùng Lý sẽ gửi một món quà nhỏ nhỏ, thí dụ như gạo mắm muối gì cho anh chị có một cái cảm thấy là ấm áp khi mà gọi là xa quê, nhưng mà gọi là tình người với nhau bất cứ sống ở đâu cũng có tình thương, chứ không riêng gì mà khi mình về quê thì mình mới có được cái tình thương. Đó thì mọi người cứ nghĩ là đó, anh Hùng cũng đã chia sẻ rồi, thì anh Hùng đã nói là sẽ trích một bao nhiêu phần trăm thì anh chưa biết đúng không, tại vì cứ đó là công khai thì không ai hay biết được đâu, bên trong là mình làm cho cái tâm mình làm sao là mình chỉ chờ biết Đức biết thôi, mình chứ không có cần cái công clip khai. Trước đó, anh nói là anh trích ra 50, nhưng mà thực sự ra cái tiền sinh nhật anh không thể công bố được là lý do là anh nói bao nhiêu thì người nhiều. Ta tin bao nhiêu, thí dụ như vậy đúng không, đâm ra là mọi người cứ tin vào Hùng Lý là Hùng Lý sẽ làm trong cái khả năng của mình và làm bằng cái tâm của Hùng Lý. Nếu mà người đã có đạo đức rồi thì giống như là tài sức về dạng toàn là đủ điều kiện rồi, thì mong mọi người tin anh Hùng và cũng như là Mạnh Thường Quân tin anh Hùng để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn, những đời bất hạnh như của chúng em đây. Thì thật sự là em rất là cảm ơn anh Hùng, bé ba rất là hạnh diện khi có anh Hùng. Và đặc biệt ở đây là tôi nói trước vào đó, để em cái ghế bố ở đây nè, cái ghế bố 8-9 giờ mà sụm nụ là tôi cười mà. Và lấy ghế bố tôi nói không biết cái nết bê đê rồi, lấy ghế bố mà nằm một cái bê đê, lấy này nãy chú nó ảnh là một cái tao cái gì cuộc đời nó đen. Hùng Lý đã chuẩn bị sẵn cho mọi người cái ngày đó, Hùng Lý nói anh sẽ làm cái ghế bố anh để trong cái khán phòng á, nếu mà mệt là giờ vô đánh nằm, tại vì Hùng Lý chạy tới vô luôn là Hùng Lý bị sụm nụ, mọi người thấy trên clip như vậy thôi chứ thực sự là sụm nụ liên tục. Không phải. Và bây giờ anh chờ nôn quá giờ mình nói về anh đi. Okay. Bây giờ là anh nghĩ ví dụ như cái ngày đó em set ít cái bong bóng ở đây nè, hôm bữa thì cái màu đó là nó có màu đen và màu trắng và màu vàng, đúng không anh, đúng không? Không. Trắng đen, bây giờ là anh có kết hợp giùm em cho 1-2 cái màu đỏ vô được. Trắng đen với là màu đồng sao? Màu đồng thì em nghĩ là màu đồng, em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nó không có, em muốn nó phù hợp với lại cái đêm Giáng sinh đó. Rồi đúng em. Dạ, nó phù hợp giống như trắng đỏ đen vậy đó anh. Thì màu vàng nó có ảnh hưởng tới đó không? Không có thêm màu vàng bị kỳ. Màu xanh, màu đỏ với màu đồng. Xanh đỏ đồng. Tại vì tiện. Anh nghe điện thoại, anh nghe điện thoại đi, em nói anh nói vấn đề nè. Thì ý của em á là một cái tấm hình của anh, em điều kiện là chỉ cần là để với hai birthday thôi, không cần để ngày. Đó là gửi từ không để hai bên đây là người ta nói với anh là có cái khay để luôn, cái bằng gòn có cái khay luôn mà bự lắm á nha, em gửi là cỡ tới này luôn nè, từ cái vách tường cho tới đây luôn á. Cái tường tới đây là nó treo cao lên cỡ nào bé ba? Kéo dài lên luôn á. Ở đây là hình thì anh để lấy cái poster hồi nãy được không?
pasta đó nó nhiều thì giỏi phải không? Nó nhiều á. Em muốn làm pasta giống như là pasta của ca sĩ ở mấy cái phòng trà ta để vậy. Đó tự như vậy luôn á. Nhưng mà em muốn á là anh để ngoài này đến khi mà khách mà vô anh đứng tấm hình giữa tấm hình và anh chụp luôn. Thì đúng rồi, ở đây cũng bị trống nè bé ba. Cũng ở đây nhưng mà anh nghĩ để hai bên đây nó bị trống, ở đây nó cũng bị trống nè. Là đứng đây anh chụp đúng không? Thì bên đây là anh nghĩ là một bên đây là tấm hình là của anh như em nói đi, tấm hình riêng anh. Còn bên đây là anh muốn tấm hình là thêm một tấm nữa là hai cái băng rôn á. Là một tấm anh với ba mẹ gia đình anh mà theo kiểu như là xung quanh hiểu, vậy đó. Là một bên Hùng Lý, một bên gia đình. Nhưng mà đến khi mà khách mà vô chụp hình đó là anh phải đứng đây anh chụp. Đúng rồi. Cho hình nó dính vô hai tấm hình luôn. Đúng rồi, anh khách ở đây luôn mà. Anh khách ở đây luôn. Còn một vàng bong bóng ở đây nữa là một vàng bong bóng đây. Anh đi màu trắng đen thôi được rồi. Trắng đen đi ha. Trắng đen được rồi để có cái màu nè, đó đẹp. Nè. Anh cho bé ba coi nè. Nè, anh đi cái này nè. Được không? Đó trắng đen đúng rồi, xám cũng rồi, khỏi đỏ luôn anh ơi. Trắng đen xám. Cái màu đẹp được cái màu đỏ, màu đỏ nó đi quệ lắm. Rồi vậy khỏi luôn, không có màu vàng vô nữa. Không màu vàng. Em muốn là ngày đó là sinh nhật của em là màu đỏ trắng đen. Nhưng mà bây giờ tông đỏ vô nó không được đẹp thì bỏ tông đỏ ra thì lấy trắng đen chứ. Chứ mà tông vàng vô thì em thấy nó bị lạc luôn. Nó đẹp thì nhưng nó lạc với cái buổi tiệc á, nên anh cứ lấy hai cái tông màu này cho em luôn. Vậy đi ha. Rồi một vàng bóng bóng ở đây đúng không? Rồi xong nè, là không phải vàng bóng, nó nằm ngay đây để chụp hình này ba, cái cổng này nè là nằm ngay đây. Nó nằm ở giữa. Nó giữa cái này nè. Đó. Ok. Cái con này nó nằm ở chính giữa. Ok đó. Đó là ở đây nè, là nó có dựng cái bàn. Là cái vui luôn hay gì? Nó có vui. Happy birthday. Rồi anh vô cái sân khấu giùm em cái chỗ này, cái này em định đó. Như vậy nè. Đúng rồi. Chết rồi, hoành tráng như luôn nó hả tới ghét vậy trời. Thích lắm luôn á má ơi. Phải cho bóng lộ vàng ngồi ngoài đây hết cho em. Đúng rồi. Cho bóng lộ đây rồi ngồi qua đây hết, đưa mặt tiền ra liền. Rồi lát anh nói về cái bé ba rất thích nha mọi người. Bé ba thích nhất là bé ba sẽ góp ý kiến cho anh Hùng là cho một vàng chuyện người chuyển giới á, ngồi ở ngoài đây hết. Ngồi ở ngoài đây hết để cho đưa body nè, đưa bưởi nè. Đó, đưa những cái ok nhất có thể cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng nha. Bé ba không sắp xếp theo thứ tự, nhưng mà ý của bé ba nói là trai gái thì sao cũng được, phụ nữ đàn ông thì sao cũng được, thì bé ba nghĩ là bộ bên đây. Còn chị em trong giới tóc ngắn tóc dài thì bé ba sẽ nói với anh Hùng và nói nhà quản lý ở đây, nhà hàng anh ơi, cái cho một vàng ở đây ngồi đây hết để cho đẹp nha mọi người nha. Cái này suy nghĩ riêng của bé ba thôi nha, đừng nghĩ là bé ba đặt nào vấn đề của trai gái hay là kỳ thị đâu nha mọi người, sợ lắm. Rồi anh, cái màn hình led nó chạy như thế này nè, thì anh nhìn em có cần mà gọi là trang trí gì hay cái vòng gì ở đây không, hay là cái kim tuyến gì, hay là để nó bị chói anh. Nó bị chói để bị cái chó. Màn hình thôi, hay là để vàng bong bóng nó cũng được. Bong bóng em nghĩ bong bóng thì làm hai cây hai bên thôi, làm bong bóng trên nữa nó bị che hình người không? Dạ hình em người không? Dạ hình em, dạ như lại là bong bóng hai bên thôi, làm hai bóng hai bên. Dạ thôi chị được rồi đó, để vàng không được ha anh, vàng ở trên cũng được luôn hả, nó sẽ che màn hình. Trời bự vậy hả? Ở khi màn hình đang chạy thì nó bị che cái mặt của khi mình chạy. Rồi ok rồi. Vậy anh làm cho em hai bong bóng hai bên đó luôn. Đi rồi xong chết rồi. Rồi cô bên đây là cô dâu cứ là hai đây đó hả? Cái ly đây là em là sampan nha mọi người nha, ly tháp. Chết rồi, có em nghĩ là ngày đó là em không có góp đâu, em để cho đẹp thôi, tại vì em nghĩ không phải đám cưới đâu mà góp. Không có, ý là mọi lúc mà các bánh kem, lúc mà rượu gì sampan nó rồi đổ lên rồi cạn ly với mọi người đồ đó vô đúng rồi vậy là ok. Ok nhưng mà anh nhớ giùm em á là anh cứ đi xong rồi em biết anh gấp lắm, là em chỉ xong em chỉ cần là anh có mặt á là để gọi là cho em biết cái đó vậy thôi. Và như đây thì anh về là anh nhắn tin với em là có bong bóng như bên đây như thế nào rồi giá cả như thế nào thì anh em mình nói chuyện Hana. Rồi em cảm ơn anh ạ. Rồi nha, em đã đọc lên rồi này, nhớ làm đẹp cho em và giá hữu nghị cho em như vậy thì sau này là khi cái sinh nhật của em á là sẽ nhiều người hướng là người bước đến là để ủng hộ cái công việc của anh nhanh nha. Rồi em cảm ơn anh. Dạ ok, bye bye anh. Rồi bé ba xin nói lựa, bé ba nhớ lúc nào thì bé ba nhắc lúc đó anh Hùng. Đúng rồi. Thì anh Hùng nói với quản lý ở đây á thì sắp xếp, ví dụ không phải là mình là mình ưu tiên cho gia đình hay là mình ưu tiên cho chị đào cộng đồng CBT, nhưng mà em biết được đó là chị em trong giới mình đấu chịu thua. Đi sinh nhật anh là phải bắt buộc phải mặc đồ đẹp nè, phải lên hết cỡ để trước là để đẹp cho cái buổi tiệc, sau đó là để đẹp cho chứng cho bản thân mình. Đó thì em muốn là
à, anh nói với quản lý á, thì chị em trong giới cứ ngồi trên bên đây. Ta cứ sắp xếp là thí dụ mà dư thì mình cho mình cứ trong cho. Giới hết luôn á, đâu gia đình có một bàn hà. Anh bây giờ nói tháng sau là với gia đình, chứ gì nó đặt vô có ba mẹ với anh chị là bắt buộc phải có thôi, chứ hình như là trong giới không, mà còn những người mà ngoài giới hình như khoảng chắc cũng ba bàn hai bàn à. Chết rồi, BD không vậy, BD không mà đó, tôi dùng cái lưu đạn tự hết. Trời ơi, thì qua ngồi đó là xếp là một nửa BD luôn. Em đợi khách vô hết, anh lấy thiệp xong rồi em mới dục. Chứ đâu có ngu đâu mà tại vì em dục trước anh, đúng không? Thì em nghĩ thật sự là tối bữa đó thì tại vì em là đi bán nè, em đi con đường này cả hàng ngày luôn á, hàng rồi, năm em, luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Em đi cái đường này thì rất là cái nhà hàng nó rất là thích và cái không gian nó rất là đẹp. Nhất là buổi tối mà khi lên tiệc đi, lên người đẹp quay đó, lên rồi nó rất là đẹp lắm luôn. Thật sự mà nếu như ai mà biết đi ngang con đường này thường xuyên á là sẽ biết cái nhà hàng này và cái khúc này rất là đẹp lắm luôn. Nên bữa đó là bé ba sẽ đầu tư nha mọi người, đầu tư đầm đồ nè, rồi đó dầu thơm này đó. Rồi anh gửi cái này luôn nè, anh cũng nói với mọi người mình nhớ khúc nào đó, khúc đó đi bé ba. Đúng rồi đó, đúng rồi. Thì bây giờ mà mọi người xem và các em mà xem cái clip này thì Hùng Lý cũng nói luôn nè, là cái ngày đó thì là các em đến chung vui với Hùng Lý, các em nhỏ muốn có những cái màn mà gọi là mình đừng nói cắt quất thì nghe nói tiếng Anh nó quá, thời trang đi, thời trang đi, các cái chương trình mà giúp vui chương trình thời trang gì đó, thì Hùng Lý nói với em là các em mỗi người một màu sắc, thì Hùng Lý là không hạn chế là bikini nha mọi người nha. Tại vì cái ngày đó là cái ngày là Hùng Lý là trong cái sinh nhật này là có ba mẹ Hùng Lý và có gọi là nó liên kết với cái loại là từ thiện. Yeah. Nên Hùng Lý nghĩ là các em chỉ giúp vô cho Hùng Lý là mặc những bộ đồ nào tỏa sáng. Thí dụ là Hùng Lý không nghĩ là phải bikini mới đẹp đâu, các em có thể mặc những cái dạ hội, áo dài, vẫn như cái clip ngắn đó. Hay là đó, những cái em phối theo là những cái đồ sexy. Là đúng rồi. Đó, thì em nghĩ á, cái này em góp ý kiến anh nè, mỗi lần anh Hùng bị liệu lắm. Góp ý kiến là anh Hùng chịu liền. Thì em nghĩ á, anh cũng gây ý kiến cho mấy đứa nhỏ để đi thời trang. Và em có ý kiến là anh trao giải. Nó vui, ví dụ giải cái đùi gà, giải cái bánh rán á hậu ốc hấp xả đồ đó, hiểu đó, không đó, đó. Thì bé ba sẽ góp ý kiến nhìn Hùng là có một giải hoa hậu á hậu ba giải đi đó, thì ví dụ ốc hấp xả 50 thì đó ha, cái gà xoài 30 bánh 15 bây giờ ví dụ vậy nè, anh nghĩ vậy nè, cái cạp mobi 200 cộng với 100 cộng với 50. Ví dụ vậy là cũng như là cái vui với cái đó, cái vui chương trình để cho những cô gái, những đứa bạn có hương phấn để làm cho tỏ sáng. Thì bé ba nghĩ là lúc đó thì chỉ cần là khán giả mà ai mà vỗ tay nhiều, đọc cái tên là cu tí cu lì mà vỗ tay nhiều là người đó đậu. Đơn giản vậy thôi. Thì nó vui thôi chứ không cần mà ai đẹp hơn ai đâu. Rồi, không cần mình cho nó hoành tráng như thôi mà em nghĩ là cái đó là gọi là cái vui để là thêm cho mọi người khi đi đến sinh nhật Hùng Lý thì mọi người có sự mà gọi là hứng khởi và có sự mà gọi là cảm thấy là nhốn nháo và nhộn nhịp hơn thôi. Đó. Đó. Thì em nghĩ là một phần đó là mong sao tất cả mọi người ai đã anh Hùng đã gửi lời thiệp á thì đến sớm đến đúng giờ để không có bơm hàng nha. Không sao, đời không có bơm hàng bình thường. Mà có sao vậy anh Hùng, mà anh không có tính toán vấn đề là tôi mời anh, tôi mời anh, tôi mời bạn mà bạn không đi thì bạn cũng không sao. Tôi sẽ đi lại bạn, còn riêng mấy ba thì bạn đi tôi làm sao thì tôi đi lại bạn vậy. Đánh mấy ba là như vậy, còn đánh anh Hùng là khác. Đánh anh Hùng là khác, anh Hùng không có bận tâm mấy chuyện mà đi bao nhiêu hay là đến quà gì, anh Hùng không có cưng nặng cái vấn đề đó. Anh Hùng chỉ mời bạn không đi thì thôi, mà sau khi này bạn có mời tôi thì tôi vẫn đi, đó là tính cách của anh Hùng. Đúng rồi, còn tính cách của ba là khác, bạn đi làm sao thì tôi đi vậy, bởi vì đừng quan trọng là lời hay lỗ, quan trọng là do cái tâm và cái tình nghĩa anh em mình nó lâu dài hơn. Đó là cái gì đó, quan trọng là Hùng mấy ba nói gì là đúng, tại vì hồi đó với Hùng Lý nói chung là hay có một cái suy nghĩ là gọi là chắc có lẽ người ta bận cái gì đó thì Hùng Lý cũng hay nghĩ cái điều đó cho nó nhẹ và nó nhẹ nhàng lại. Nhưng mà cái lần này thì có nhiều người là nhắn tin là Hùng Lý mời, mà Hùng Lý không mời thì Hùng Lý cảm thấy là giống như là nói là Hùng Lý chắc gọi là chảnh chọe hay cái này cái nào. Mà em nghĩ là anh yên tâm đi, thật sự là không phải là ba binh anh Hùng hay là nói vô cho nó mà không có. Hai năm mấy nay bé ba nghĩ là họ gọi là người ta đến với anh không mà. Ý anh đến với người ta đúng không rồi, chứ anh không anh chưa không bao đến. Giờ Hùng Lý gì không dùng không có làm tiền là, đó thì bé ba nghĩ là lần này là chắc là mọi người sẽ đến đông đủ để anh cũng nghĩ là hôm nay là cái ngày này để mọi người là gọi là chứng tỏ cái tình cảm cho anh đó, đó anh như vậy chứ đó. Thực sự là hai năm nay thì bé ba mọi người biết anh em đã chơi biết chưa chúng Hùng Lý á, Hùng đánh Hùng Lý rồi thì Hùng Lý chỉ có đến thôi chứ không bao giờ mà để lấy lại hay là lấy cái vốn này không có. Mọi người biết không, những cái tiệc mà gọi là ở nhà cả đám giỗ đám quả tất cả Hùng Lý không có mời, Hùng Lý chỉ nghĩ là giống như là bởi lẽ mà
mấy em ơi, thời đó này anh làm cái đó tới ăn với anh, với anh, với anh, với anh vậy nọ. Chứ Hùng Lý không có làm cái tiệc mà gọi là có một cái bao thư hay là có gì đó, không có. Thì hôm nay có lẽ là Hùng Lý muốn gọi là có lẽ là được nhìn thấy những em đến với Hùng Lý như thế nào, bằng cái tình cảm như thế nào, để Hùng Lý cảm thấy là nếu thực sự mà Hùng Lý gọi là có được một cái tầm ảnh hưởng để các em thương như vậy, thì Hùng Lý nghĩ là trong cái ngày 21 tháng 12 Hùng Lý sẽ còn trân trọng nhiều hơn nữa. Dạ đó, trân trọng nhiều hơn. Em nghĩ là mình mọi người và nhớ đăng ký và like cho Sức Sống Mới, chia sẻ cái clip này đi mọi người, để Sức Sống Mới được quay cho anh Hùng và tất cả, đặc biệt riêng em. Bây giờ em suy nghĩ nha, thì cái biết cái clip này nó hơi dài thì em nhớ tới đâu thì nói tới đó. Đúng rồi, mình thì cứ nói thì kiểu giờ dạ, dạ. Thì em nghĩ mình bị gói là bé 2, bé 3 nó bị qua cái đợt. Em rất thích và em rất hạnh gì và rất vui khi anh Hùng kêu gọi Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho tất cả mọi người, để cho có cái để quay và một cái là giúp đỡ cho tất cả mọi người. Chứ mà nếu bây giờ quay bé 2, bé 3 hoài thì nó cũng bị chết kênh của người ta. Và coi như vậy hoài, chứ coi tóc dài tối ngày cũng vậy hoài, vậy hoài đứa mặt xấu đứa mặt đẹp hoài, vậy hoài và đúng nó rồi bị chén. Thực tế luôn. Đừng nghĩ là cái sao có bé ba đọc comment là nhiều người nói là sao cứ quay Hùng Lý hay là cứ quay họ sao không quay bé 2, bé 3. Quay bé 2, bé 3 có gì đâu, quay hoài. Quay ông lên lầu quay nè, bóc phòng 1 lên quay đi, quay đều. Rồi. Mình xin chốt cái đơn lại nha, mình xin chốt lại là mấy giờ anh Hùng nhắc lại Hùng Lý cho nhắc lại cho mọi người là ngày đó là ngày 21 tháng 12 là Hùng Lý sẽ đón khách ở đây. Hùng Lý sẽ đứng chờ mọi người. Dùng cái từ là đứng chờ mọi người đến là 5:30 chiều, là 17:30 đó mọi người. Thì Hùng Lý sẽ vô khai tiệc là lúc 19:00, là 7:00 tối. Là 7:00, em nhắc lại anh là đúng 7:00. Bé ba biết tánh là chị em trong giới là hay thời gian dây hung lắm. Nên là cứ 7:00 cứ mình cứ khai tiệc. Đó mình cứ làm lễ xong. Ủa làm lễ, có làm lễ không? Có, là cứ gọi là dùng cái từ một cái lễ đi, gọi là lễ tri ân, cảm đó, ơn mọi người đã đến tham dự. Xong rồi những anh chị em nào mà bận công việc hay làm chưa về kịp đó, thì đến sau và anh Hùng có dẫn tiếp bình thường. Thì lúc đó thì anh Hùng sẽ giao trách nhiệm cho bé 2F3 để đi chào bàn, chào khách, là lấy luôn thiệp bao lì xì luôn nha mọi người. Và ngày đó Hùng Lý sẽ để số điện thoại của bé 2F3 lên. Thì nếu mà ai mà gọi là có những anh chị em ở xa đúng, mà dạ, mình dạ, không dạ. có biết đường đi á, thì gọi giùm Hùng Lý số điện thoại bé 2F3. Nếu bé 3 bị kẹt thì gọi bé 2. Vì Dì Ly gọi cho Hùng Lý ngày đó lu bu, Hùng Lý không bắt máy được thì mọi người sẽ bị gói nữa. Tại Hùng Lý từng đi thì Hùng Lý biết nè, tính tìm được không được mà cầm điện thoại mà gọi cho người đó mà bận mà mình đang mệt, mà mình đang trang điểm, mà bận đồ đó, mà bực bội lắm đó. Thì có hai số điện thoại để cho mọi người dễ gọi, là nếu không liên lạc với 2 không được sẽ liên lạc với 3 nha cả nhà nha. Rồi. Nhớ nha mọi người, nhớ đón xem cái video sinh nhật của anh Hùng nha. Và mọi người nhớ chia sẻ cái clip này nha. Thời trang đó nha mọi người, hãy chờ mọi người chia sẻ nha. Mọi người chia sẻ cái clip này để cái clip này được nhiều người biết đến, để ngày đó là Hùng có những người đến không được và những người mà gọi là ở xa đó, thì chúc mừng Hùng Lý qua kênh Sức Sống Mới. Hùng Lý cũng cảm rất là vui. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nhớ chờ xem nha mọi người, không phải là bikini không, là mỗi người một màu sắc nha mọi người. Áo dài cũng có, mà dạ hội cũng có, và đầm cũng có, mà đồ quần jean, áo thun đều có hết trong cái buổi thời trang. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại. Rồi.